Sau một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, chiều nay đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện. Nhân vật gây chú ý nhất trong buổi tập này hẳn là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Sau khi hội quân cùng toàn đội vào hôm qua, Hùng Dũng đã có buổi tập đầu tiên cùng với đội tuyển Việt Nam. 8 tháng rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao để điều trị chấn thương, nhưng có thể thấy Hùng Dũng không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp với cường độ tập luyện của toàn đội với những tình huống chuyền bóng và khống chế bóng chuẩn mực. Hy vọng trong thời gian tới, cầu thủ mang áo số 36 sẽ có thể lấy lại cảm giác cũng như phong độ thi đấu tốt nhất. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang không gặp phải ca chấn thương nào. Hai trường hợp bị mỏi cơ và vắng mặt trong trận đấu tập nội bộ trước đó là Công Phượng và Hoàng Đức đã trở lại tập luyện trong chiều nay. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 1 tháng 12 để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Qua đó, hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020.